Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với chuyên mục mua bán trao đổi xe cũ đã qua sử dụng. Và em là Tình đến từ Salon Isuzu Việt Nam, có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Thì ngày hôm nay em Tình xin phép được giới thiệu đến tất cả quý anh chị một chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak phiên bản 2.0 Biturbo mới nhất, siêu lướt nhất tại hiện nay, đang có mặt tại cửa hàng em. Chiếc này của em thì mang trên mình ngoại thất là màu xám gray và nội thất đen. Xe thì được sản xuất và đăng ký là tháng 10 năm 2020, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ mới. Và xe mới lăn bánh chỉ có vỏn vẹn 2.800 km thôi ạ. Nội ngoại thất theo xe thì còn rất là mới nhá. Và cái tỷ lệ chất lượng sơn zin của chiếc này thì em đảm bảo và khẳng định cam kết với tất cả quý anh chị là sơn zin 100% nước sơn trên toàn bộ bề mặt chiếc xe nhá. Và chiếc xe này thì đã được bác gia chủ lắp thêm cái phần lắp thùng thấp có lâng điện rồi, rất là tiện ích. Thì sau đây em mời quý anh chị cùng em đi quanh một lượt bên ngoài chiếc xe để mình xem và cảm nhận về cái độ mới của một chiếc xe bán tải rất là hiếm tại thời điểm này nhá. Đó, xe bán tải sản xuất đăng ký tháng 10 2020 mà mới đi được có 2.800 km thôi, một con số km cực kỳ hiếm. Sơn zin lại 100% nữa, quá tuyệt vời rồi. Các bác sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất là hợp lý khi mà mình sử dụng một chiếc xe mới, trong khi đó chất lượng thì đã được kiểm định và đảm bảo, cũng như là cam kết rõ ràng bằng văn bản chi tiết về chất lượng cũng như là ốt đo của cái chiếc xe này. Đó, sơn zin 100% quý anh chị nhé, hoàn toàn yên tâm rồi. Nội ngoại thất theo xe thì rất là mới ạ, đẹp không tì vết luôn, rất khó để có thể tìm được một vết xước ở trên cái chiếc xe bán tải này. Đó, dàn lốp là liền đời theo xe anh chị nhé, anh chị có thể xem luôn này, lốp còn rất mới nhá, cực kỳ dày luôn. Đó, ta lông còn nguyên này, dầu lốp này, la răng thì không hề bị xước xác một tí nào cả. Đó, hệ thống giảm sóc như phần phuộc này, anh chị xem luôn giúp em nhé, đẹp từ trong ra ngoài luôn, cực kỳ mới ạ. Đó, em sẽ quay những cái phần mép cản này, anh chị có thể xem này, cảm nhận luôn nhá, còn zin luôn. Đó, rất mới ạ. Trang bị option trên cái bản quay check hai cầu này thì nó cực kỳ nhiều rồi, cảm biến va chạm quanh xe luôn. Đó, camera lùi, màn hình tích hợp đầy đủ hết. Sau đây thì em mời anh chị cùng em xem chi tiết cái phần nội thất của cái chiếc xe này. Ghế lái trang bị ghế chỉnh điện rồi, nội thất ghế da cao cấp. Và với cái bản Wildtrak này thì trên phần táp lô cũng như phần táp ly và những cái viền da tay lắm cần số cũng như là vô lăng thì đều được bọc viền chỉ cam anh chị nhé. Đây là một cái điểm đặc biệt được sử dụng trên cái phiên bản Wildtrak hai cầu này. Đó, anh chị nhìn này. Và chỉ số km thì mới chạy được có 2.800 cây số thôi, rất là mới ạ. Đây, anh chị có thể xem luôn giúp em, 2.808 km nhé, quá mới luôn. Option này, mọi thứ anh chị nhìn cái tay lắm cần số này, vô lăng này, vô lăng này tích hợp rất là nhiều nhá, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm volume này, điều khiển âm thanh bằng giọng nói này, có cả chân ga tự động cruise control luôn. Vô lăng được khâu da nguyên bản và bọc viền chỉ cam cực đẹp. Đó, rất là mới ạ. Đèn thì đương nhiên là đèn auto rồi. Đó, táp ni cửa lái anh chị xem này, sơn mạ bóng nhựa đen anh chị nhá, rất đẹp. Hệ thống keo chỉ này, sơn zin 100% rồi thì keo chỉ anh chị hoàn toàn yên tâm đi. Đó, tất cả còn rất là mới ạ. Bác chủ đã lắp thêm thảm sàn 5D rồi, cũng như là dán kính cho chiếc xe rồi, dán kính cách nhiệt rồi, đầy đủ hết anh chị nhá. Đó, nội thất hàng ghế phía sau này không khác gì một chiếc xe mới cả. Đó, mới đi được có 2.800 km thôi ạ. Đó, và đây là hệ thống lốp sau của chiếc xe anh chị nhá. Đó, rất là mới nhá, em khẳng định cực kỳ mới luôn. Lốp thì được sản xuất ở tuần thứ 12 của năm 2020 nhá anh chị nhá. Đó, la răng cực kỳ đẹp rồi,
Ok, đến phần thùng xe này thì bác chủ đã lắp thêm cái phần nắp thùng lưng gập điện rồi. Rất là hay nhá. Đó, cái này này, cực kỳ hay này. Đó. Này mình sẽ lưng điện lên được anh chị nhá. Đó. Quá đẹp luôn. Một siêu phẩm của một chiếc xe bán tải. Ok, cảm biến sau thì cũng được trang bị luôn, bốn mắt cảm biến va chạm sau anh chị nhá. Là mình cùng xem đến phần gầm của cái chiếc xe bán tải này. Đương nhiên thì nó còn như mới rồi. Đó, lốp dự phòng chưa hạ anh chị nhá. Đẹp không tì vết luôn. Tiếp tục mình sang đây mình xem đến phần nội thất bên phụ là khó để có thể tìm được một điểm chê ở trên chiếc xe bán tải này. Màu thì cực đẹp, cực khỏe, cực sạch luôn. Màu xám gray, một cái màu mã màu cực mới mà hiện nay đang được rất nhiều người ưa chuộng nhá. Đó. Nội thất ghế da cao cấp rồi. Ok, đến phần cuối đi. Chiếc xe này thì hiện tại bên em vẫn hỗ trợ anh chị làm thủ tục trả góp nhá. Giá trị vay cao lên đến 75% giá trị xe. Kèm theo thì bên em hỗ trợ anh chị giao xe toàn quốc, hỗ trợ anh chị làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ cũng như là rút hồ sơ gốc của cái chiếc xe này. Và em xin tóm tắt lại thông tin chiếc này cũng như là báo giá bán đến anh chị nhé, để anh chị tham khảo giúp em. Ford Ranger Wildtrak 2.0 biturbo 2 cầu, ngoại thất màu xám, nội thất đen. Sản xuất đăng ký tháng 10 năm 2020, đăng ký tên tư nhân một chủ từ mới, sơn zin 100% và chạy chuẩn là 2.800 km. Xe bên em thì luôn cam kết chất lượng bằng văn bản cũng như là bao check test cho tất cả quý chị nhé. Chỉ cần anh chị kiểm tra mà phát hiện ra lỗi xe cam kết thôi là bên em sẽ nhận lại xe và hoàn lại tiền cho tất cả quý chị luôn. Xe thì luôn cam kết đảm bảo không đâm đụng tai nạn, ngập nước, thủy kích, keo chỉ zin. Chiếc này thì em cam kết là sơn zin 100% và ốt đo là chạy chuẩn 2.800 km. Xe không có tranh chấp hay là bị phạt nguội, giấy tờ đầy đủ luôn anh chị nhé. Chiếc này thì hiện tại bên em đang giao bán ở mức giá là 899 triệu đồng. Vẫn còn thương lượng một chút cho anh chị nếu như thiện chí thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số hotline là 0911666325 và 0913567328. Anh chị có thể kết bạn Zalo với em, em có thể gửi ảnh chi tiết nội ngoại thất của cái chiếc xe này. Quan trọng nhất là em sẽ đưa ra một cái mức giá tốt hơn một chút so với cái mức giá mà để anh chị tham khảo là 899 triệu đồng. Liên hệ với em nhé để có giá tốt nhất, hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Nhà em thì đang còn rất là nhiều xe, thì anh chị có thể qua để trải nghiệm những sản phẩm của bên em, xem xe lái thử và cảm nhận. Đến đây thì em xin được kết thúc clip và cảm ơn tất cả quý chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý chị trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.